Xin chào các bạn, quay trở lại với kênh YouTube của Phương Ngọt. Thì tiếp tục về series Vua Đầu Bếp. Thì có rất nhiều bạn yêu cầu là anh em tôi thực hiện tất cả các cái món ăn với cánh gà các bạn nhá. Thì ngày hôm nay là vẫn có hai đội, đội xanh đội đỏ. Tôi vào phòng là đội xanh, còn Hiếu với cả Hưng là đội đỏ. Và ngày hôm nay chúng tôi sẽ vẫn thi 3 trận nhá. Và chúng tôi sẽ tổng điểm, đội nào nhiều điểm hơn đội đó sẽ chiến thắng. Thì bọn tôi thua nhiều lắm rồi các bạn ơi. Và thật sự mấy hôm nay bọn tôi thả rồi nhá. Thì hôm nay bọn tôi bắt đầu nấu này, bắt đầu thể hiện sự đẳng cấp nhá các bạn nhá. Thôi các bạn ơi, án tại lời khai nhá. Thật thà thì khoản 2 mà không khai thì khoản 1 các bạn ơi. Hôm nay thì chúng tôi vẫn tiếp tục cái mưu đồ của mình để giành chọn lại 1 triệu cái Ngọt nhá. Rồi các bạn ơi, chỉ không biết là cái đầu cặp đập đôi kia nó thua bao trận thì nó vẫn chưa chừa, hôm nay nó vẫn còn bạo mồm nó gáy ở đây bạn. Coi thì nói thật là Hưng mới Hiếu hai cái thằng vần hờ thì tao chỉ nói chung là hợp với những cái trò mà húp hít hiếp đấy, nó chỉ những cái phần hờ thôi. Còn hôm nay đấu với tôi với phòng thì lại thua các bạn ơi. Hôm nay chúng tôi sẽ cho Hiếu với Hưng trắng cáp với các bạn nhá. Thì trước khi vào video, tôi xin để giới thiệu với các bạn một cái app chơi game và có thể kiếm tiền được. App này có tên là Kawin. App này hỗ trợ cho cả điện thoại iOS cũng như là Android. Nếu bạn nào muốn chơi và kiếm tiền, tôi sẽ đặt link dưới phần mô tả. Vì đây là một app mới nên có rất nhiều chương trình khuyến mại, thì chúng ta hãy liên kết với số điện thoại để nhận 6.868 đồng. Và chúng ta cũng có thể kiếm tiền bằng cách là chia sẻ lên Facebook để nhận 3.000 đồng mỗi ngày. Và sự kiện thứ 7 này sẽ quay trở lại với ưu đãi cực lớn, phần thưởng ngập tràn sẽ được bật mí vào lúc 23 giờ ngày 6 tháng 10 năm 2023. Thì chúng ta hãy cùng chờ đón. Và để có thể chơi và kiếm tiền được thì chúng ta hãy tiến hành nạp tiền. App này hỗ trợ rất nhiều hình thức nạp tiền như là qua thẻ cào, MomoPay, ZaloPay. App này có rất nhiều loại game hay như là game hot, game bài, bắn cá, lổ hũ. Thì ngay sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách chơi và cách kiếm tiền. Thì chúng ta hãy chọn một cái loại game mà chúng ta yêu thích. Như tôi là tôi sẽ chọn game bắn cá. Thì cái cách chơi của game bắn cá này cũng rất là đơn giản. Chúng ta chỉ cần săn được nhiều cá là tiền sẽ cộng vào tài khoản ngân hàng của chúng ta. Thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách rút tiền. Để có thể rút được tiền thì chúng ta cần phải liên kết với tài khoản ngân hàng. Thì chúng ta hãy nhập số tài khoản ngân hàng, số thẻ và nhấn liên kết. Sau khi liên kết thành công thì chúng ta chỉ cần nhập số tiền cần rút và nhấn rút tiền. Như vậy đây là cái app chơi có rất nhiều loại game hay, thì chúng ta có thể giải trí cũng như là kiếm tiền. Và chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng app Kawin. Và giám khảo quyền lực nhất ngày hôm nay vẫn là Phương Hữu Côn nhá. À, không nói nhiều nữa, món đầu tiên là mọi người cánh gà sốt kiểu Thái. Đây là có cánh gà, có cà chua, có chanh, có thơm đây. Mọi người làm món ăn đây. Ok. Và các bạn ơi, thì là món đầu tiên ban tổ chức đề ra đó chính là món cánh gà sốt theo kiểu Thái các bạn nhá. Đấy, thì cánh gà mà để mà sốt được thì chúng ta sẽ cần phải dán lên các bạn, dán qua lên đi. Thì nó sẽ có tạo được màu vàng và khi sốt thì nó sẽ thơm hơn. Trong thời gian bắt ngọt dán gà thì tôi sẽ đầu phạt cái gọi là sốt các bạn nhá. Đầu tiên tôi sẽ vắt chanh mà. Cái sốt kiểu Thái thì nó có chỗ cho chua, có chua, có cay, có ngọt. Đó. Chua cay mặn ngọt, nói chung là đủ hết tất cả các cái bốn cái gia vị như thế. Nói chung là hôm nay là phải vẫn là trọng tài Côn chấm, gọi là vẫn là phải vừa miệng trọng tài thì mới chiến thắng được. Đầu tiên tôi sẽ cho tí đường các bạn nhé. Ở đây thì tôi nghe nói là thằng Hưng Húc Hào nói xấu tôi. Đấy, nó bảo tôi ăn trộm nhưng mà thực ra nó chính là kẻ ăn cắp bạn này. Đấy, nhưng mà nó ngậm máu đổ tay, đổ kiểu ngậm máu phun người ấy. Cái lần đấy nó bảo tôi là bạn ơi, bạn ở đấy bạn có xin được cái chân bốc vác nào ở trong kho không, xin hộ tôi. Đấy, cái lần đấy là tôi xin hộ nó. Đấy, nó làm được khoảng 1 tuần 2 tuần thế là nó đã biến băng rồi bạn ơi. Thì sau khi đó là thất thoát một vài thùng hàng bạn ơi. Ê, cái này nó làm ăn thế mà nói về mà tiếng tôi bây giờ tôi đến công ty nhiều lần trước ấy, đi đến công ty cái người ta bảo là mày giới thiệu người được đấy, giới thiệu thằng ăn cắp trộm ở đây. Thế là tôi ngại quá, tôi mới phải nghỉ, tôi về làm ít chút thì bạn ơi. Muối mặt à? Món đầu tiên ban tổ chức đề ra là cánh gà sốt kiểu Thái nhá. Thì bây giờ chúng tôi mỡ đã nóng rồi, thì bây giờ chúng tôi sẽ thả cánh gà vào rán cho nó vàng đều nhá. Đấy, úi dồi đều luôn, bắn hết vào tay tôi rồi. Cái bài quan trọng nhất vẫn là rán gọi này, màu đẹp thì nói chung là màu đẹp là thắng món này rồi. Rồi các bạn ơi, tranh thủ mà Hưng đang ấy thì tôi sẽ làm gia vị nhé các bạn nhé. Làm nước sốt, nước sốt, tôi sẽ vắt chanh. Nói chung là món này nó nhanh các bạn nhé. Cho 3 quả, 4 cánh này, 4 cánh này chúng tôi sẽ cho 3 quả chanh nhé. Mỡ thì tại vì nó có nước các bạn ạ. Chắc là vừa luộc xong có nước, bắn quá. Gà thì tôi đã rán khá là vàng rồi nhá, khá là đẹp đó. Giờ tôi sẽ gắp ra để bây giờ tôi sẽ làm nước sốt các bạn nhá. Thật sự cái món này nó đúng tủ của tôi. Nếu mà nói về
ngày trước sinh viên là tôi nấu cho khoảng hơn 1.000 suất ăn các bạn. Đấy, thì là tôi thật sự cái món này nó quá mạnh rồi. Ngày xưa tôi học là đầu bếp nhưng mà thiên về món gà. Nhưng mà nhà trường lại bắt tôi nấu toàn món lợn thôi. Thế mà lúc đến thi mà tôi thế nào vẫn vượt qua thật. Mà đấy là một cuộc thi nó khoảng tầm hơn 3.000 người. Mà tôi thế là vẫn đứng đầu danh sách. Tôi mạnh quá các bạn. Các bạn hôm nay tôi tham gia là mạnh quá. Bây giờ tôi nấu 3 bữa thì độ thi nó thua cả 3 các bạn này. Thế bây giờ hôm nay tôi sẽ cử bác Ngọt ra gọi là tiếp trận hai thằng rốt các bạn nhé. Các bạn thì nếu mà nói về cái kỷ niệm mà gà với cả Hưng với Hiếu thì tôi cảm một cái sự thật nó tuy rằng hơi phũ phàng nhưng mà đây đó là sự thật rồi. Anh em tuy rằng bảo nói xấu nhau nhưng mà thôi toàn Hiếu với Hưng mà xem được cái clip này cũng thông cảm cho anh nhé. Vì đây đó là cái chỉ là sự thật rồi. Thì ngày xưa thì Hưng với Hiếu thì đã từng làm nghề đi buôn gà các bạn. Nhưng mà hai thằng đấy nó tính toán kiểu gì cái Hưng với Phong ấy. Có nghĩa là nó buôn một con gà giá 85 nhưng lúc lại bán cho khách có 60. Ừ. Gà toàn lỗ nó bảo sao mấy thằng này kế ra chứng tỏ là đầu óc nó thằng nào nợ nhiều. Nó nợ nhiều mà. Hai là tôi không hiểu mà. Từ từ. Thế là rồi thôi. Các bạn ơi, như vậy là cánh gà anh em tôi đã dán màu rất chi là đẹp nhé các bạn nhá. Thì bây giờ tôi sẽ cho ra cái bát nước để tôi ngâm mấy một lúc. Xong đó bây giờ tôi sẽ đi làm nước sốt cho một tí trà chua. Bật bếp lên nha. Các bạn cho ra cái bát nước sốt để cho ngấm tất cả các vị chua cay nhé các bạn nhá. Cái này có cà chua chắc từ bọn tôi thì cho ít thế này thôi. Để anh đi lên tí nước. Rồi cho tí lên tí nước đi. Đấy các bạn ơi, sau khi mà chúng tôi đây, bây giờ anh Hiếu đang đảo đều để hòa trộn cùng với nước sốt chua cay các bạn nhá. Đấy. Và sau khi nó ngấm vào rồi thì cái cà chua này nó dừ ra thành nước rồi thì chúng tôi lại đổ cái này vào. Đấy. Nhưng mà nhanh món này cũng rất đơn giản thôi. Cho một tí nước vào kiểu bắt buộc phải cho một tí nước các bạn. Đấy. Để cho nó mới dừ được nhé các bạn nhé. Cùng món này làm đơn giản thôi, nhanh gọn. Nhanh. Tôi nghĩ anh Côn sẽ thích món này của chúng tôi. Đẹp đẹp, ngon luôn các bạn ơi. Thì lại nói đến chuyện anh Ngọt các bạn ơi. Thì ngày xưa anh Ngọt cũng đi kiểu là đi xích xô taxi các bạn ơi. Đi phụ hồ đấy, kiểu là phụ hồ đấy các bạn. Là đi hôm đấy là về cả với tôi bảo là ông thợ, ông uy ở làng luôn này. Là thuê anh Ngọt đi bác chi thế nào. Hôm đấy anh Ngọt không hiểu tại sao như thế nào nhận chi dùng chủ nhà các bạn ơi. Nhận xi măng dùng chủ nhà. Cùng là người ta giao cho 100 bao. Thất thoát ạ? Thất thoát chủ nhà sau vì sau chủ nhà ra đếm chỉ còn 80 bao rồi các bạn ạ. Ôi, thế là chủ nhà mất sự tin tưởng các bạn ơi. Là chủ nhà đuổi về luôn các bạn ơi. Mà tiếng ở trong làng các bạn ơi. Nhục mặt. Tôi không ngờ anh Ngọt đến nào có đến nỗi gì đâu mà lại phải làm như thế luôn các bạn ơi. Rồi các bạn ơi, nước sốt như vậy là đã ok rồi nhé các bạn nhé. Khôi đấy. Thế thôi. Để tôi sẽ đổ vào này các bạn ơi. Rồi. Rồi ngâm đều gia vị lên. Thế là xong rồi. Đơn giản nhé các bạn nhé. Đặt đường cho loãng. Đặt thôi. Cho mình đưa vào cho đẹp hả? Đưa vào đâu? Đưa vào đấy luôn. Em sợ chua cho vừa thôi. Rồi tôi anh em chúng tôi quyết định cho mấy mình dứa vào nữa nhá. Rồi nó thay đổi sự khác biệt đi. Bạn ở chung mày không cấp hành nhỉ? Ừ. Ê, còn không có cấp cay cái gì cơ. Ớt không có. Rồi tôi sẽ thả mấy miếng như này vào này. Rồi nó đẹp luôn các bạn này. Thơm quá. Cho luôn các bạn thêm một tí sa tế vào đi. Cho thêm tí sa tế nhé các bạn nhé. Xong rồi khi đó tôi em cho đi để anh bày cái này xong là ra mâm là vừa. Để qua đi. Tôi sẽ tranh thủ là xong anh em tôi sẽ để qua nhé các bạn nhé. Để qua xong là anh em tôi sẽ cho ra thôi. Vậy đây mặt anh mà Hưng ơi. Rồi. Chưa được chưa? Từ từ em đảo qua một tí nữa là được. Rồi như vậy anh em tôi để qua xong nhé các bạn nhé. Để có đơn giản thôi, xong chưa? Ôi các bạn ơi, đã xong nhá. Giờ tôi sẽ đổ ra. Rồi, giờ anh em tôi sẽ đổ ra, các bạn nhìn. Ngon đấy các bạn ơi. Ngon đấy, cày lồng luôn. Mình ngửa cái mặt bánh lên đấy. Thế. Thế. Chúng ta tổ chức hôm nay cấp ít gà quá. Cấp ít cánh quá các bạn. Cày ngon luôn. Nghĩ sợ anh cũng ngon các bạn ơi. Như vậy là anh em tôi đã xong món đầu tiên nhé các bạn nhé. Là món cánh gà sốt kiểu Thái nhé các bạn nhé.
Rồi, ok các bạn ơi. Thì bây giờ chúng tôi sẽ đợi ban giám khảo đến chấm điểm nha các bạn nhá. Ờ các bạn ơi, sau một thời gian là khá là lâu nhá, thì nước sốt tôi đã cũng là sánh sạch rồi. Giờ tôi sẽ thả cái cánh gà vào để cho nó quyện hương vị vào đấy các bạn nhá. Đấy, phòng ơi, đề co đi phòng ơi. Trong khi thời gian băng ngoặt thì tôi đã đề co sẵn rồi các bạn ơi. Đấy. Đề co khá là đẹp đấy các bạn nhá. Đây các bạn ơi. Đó. Để mình mà muốn cái cánh gà này nó ngấm vị thì mình phải rúng thật kỹ vào đây nhá các bạn nhá. Ngâm cho nó dính vào. Cho nó ngấm gia vị vào đây. Quan trọng là hôm nay là đội làm vừa ý giám khảo hơn thì đội tới thắng. Tôi thử nếm thôi. Chua thế. Nhiều cà chua quá, mình không tính trước cái nước cà chua. Hơi chua rồi. Hơi chua thôi. Thôi các bạn ơi. Giờ phải chịu, giờ không chữa được. Giờ không chữa được các bạn ơi. Chỉ cần giờ đổ đi làm lại. Rồi các bạn ơi. Giờ tôi sẽ bắt đầu... Để co. Để co các bạn nhé. Đó. Chéo cánh ra. Thôi không, mình phải ăn được điểm hình thức thôi. Ừ. Bắt đầu đi. Cũng hết rồi, đó hình thức mấy thằng kia chắc nó không biết bày kiểu này đâu các bạn. Tôi nghĩ là bày là mấy thằng này nó bày là kiểu quặp quằm ấy các bạn. Ok. Đó. Bây giờ dưới nước đi. Đó, giờ thì các bạn này, quá là đẹp luôn này. Giờ thì tôi sẽ bắt đầu từ nước lên nhá. À. Quay cho cam nó nhìn xuống. Đó. Vừa vừa thôi, không cần nhiều quá. Đấy. Ok các bạn ơi. Như vậy là món vòng thi đầu tiên là chúng tôi đã xong. Nhưng mà khả năng tôi cũng không tự tin, không về, tự gia tin về cái gia vị này lắm. Gọi là phòng pha đủ đẻ quá. Rồi, giờ thì chúng ta sẽ chờ đợi kết quả của trọng tài các bạn nhá. Lại sau 7:49 giờ thì hai đội đã hoàn thành món cánh gà sốt kiểu Thái nhá các bạn nhá. Đây là đội bên đỏ là bên Hưng với Hiếu. Đây là đội bên Bác Ngọt với Phòng các bạn ơi. Tốt. Nhìn trang trí thế này là các bạn biết rồi đúng không? Bên này trang trí này rất là vừa vặn, rất là đẹp. Bên này Thái thì vòng lòng quanh hơi nhiều. Không nhìn thấy cánh gà anh em thương mà anh ơi. Em chuyện cả. Rồi các bạn ơi. Nhưng mà từ bây giờ thì điểm hình thức sẽ ít hơn điểm món ăn ngon nhá các bạn nhá. Thì tôi chấm điểm hình thức bên này cao là 4 điểm. Điểm hình thức bên này là 3 điểm nhá các bạn nhá. Ok. Rồi. Thì bây giờ điểm hình thức đã xong rồi, giờ tôi sẽ ăn điểm gia vị nhá các bạn nhá. Rồi. Tôi sẽ ăn đội bên đỏ trước. Đó, cánh gà cầm tay. Gà cầm tay. Ui, tuốt tuột luôn. Ngon không? Ui giời, cay lồng, thơm ngon luôn. Em đây em đã ngửi cái mùi thơm lồng ngon luôn. Cho tôi nghĩ mặt trọng tài hơi nhăn. Không, ăn hết này là ngon. Hơi nhạt em ạ. Không, không nhạt, nhạt. Không nhạt. Không thử. Có nhạt không? Không mà nhạt, để từ từ, không được anh Côn không còn nói bây trước được gì hết. Côn cảm nhận đi, phân tích đi sao. Phân tích rồi anh tính đội bên này sau. Không, cứ từ phân tích từng đội đã em. Ngon các bạn ơi. Cay có, chua có, mặn có, nó vừa phải luôn. Nó hòa quyện vào nhau luôn các bạn ạ. Rồi, bên này chưa. Rồi, giờ tôi sẽ thử ăn bên này nhé các bạn nhá. Chuẩn bị nghe đây em đi. Em ơi, làm anh nào là cấp luôn. Tốt. Trắng lắm, bên trong trắng không gọi là đậm đà ngấm đậm. Trắng thì em ngon thì trắng, có mềm thì người ta làm đẳng cấp cả. Ui à, chẳng dài thế này, ăn thế này mà không nhăn thì không giống đội em rồi. Ăn nhiều thế. Ăn gì, ăn vén ấy. Em ăn ngon thì chẳng phải ăn nhiều em. Tôi nghĩ là đội tôi sẽ thắng. Chúng tôi nghĩ là chúng tôi sẽ giành chiến thắng các bạn ơi. À, ngon thế. Đấy, rồi, tước như tước mía luôn, tước thịt như tước mía. Ủa sao để nhiều hơn nữa nhỉ? Rồi. Nhận xét bên này. Làm cái lửa đi. Nói thật đi. Các bạn ơi, bên này cũng ngon ngang với bên này các bạn. Tốt. Ơi. Ngang với bên này nhưng chỉ tội là theo cái gia vị của tôi là nó hơi nhạt hơn bên này. Bên này thì có vẻ đậm đà hơn nhá các bạn nhá. Không tranh nhau. Hai bên có thể phản biện. Rồi, điểm ăn bên này là 5 điểm và điểm ăn bên này là 4 điểm các bạn ơi. Rồi, ok. Tổng kết là 9 đều. 8 đều. 8 đều nhá các bạn nhá. Ok. Rồi các bạn ơi, giờ tôi phản biện nè. Tôi thử làm miếng bên này nhé các bạn nhé. Bên tôi nè. Tôi chỉ thắm ăn bên tôi các bạn này. Ngon như nhau mà.
Đâu, cũng là trọng tài thôi, như nhau thì bên này nó đậm đà hơn một chút. Đấy, cứ thử đi, bác Ngọt thử ở bên này là... Kê hở lên đó. Wow. Rệt ra sang bên này. Mình sang bên cả đội Hiếu rồi. Anh ăn đi. Ừ. Cảm ở dưới mà mới ngon. Tôi không dám ăn bên này mấy nhỉ. Ủa ơi. Ôi gì. Chua thế. Chua thì anh đã hết đâu mà. Ôi chua ơi. Em ăn bên anh đi. Em thử bên anh. Chua đi. Thật luôn đi. Nó cứ một sao khẩu vị của em khảo ngoài tâm. Bên anh ngon hơn. Bên này toàn cà chua. Chua luôn. Đùa hứng này. Anh em đừng đợi thật vào. Cả thật. Rồi các bạn ơi, bên này ăn bên này và chua bên này ăn chua. Rồi các bạn ơi, không nói nhiều nữa. Bây giờ sẽ sang món thứ hai. Thì món đầu tiên đã có kết quả. Bây giờ món thứ hai mọi người sẽ làm là cánh gà chiên xù nhá các bạn ơi. Món này thì khá là đơn giản. Đấy, okay. Có cánh gà, có trứng, có bột chiên xù. Ok, đi chế biến đây. Ok. Thôi các bạn ơi, món thứ hai chúng tôi làm sẽ là cánh gà chiên xù các bạn nhá. Rồi. Thì bây giờ anh Hiếu sẽ làm bột để xù nhá mà. Bây giờ Hiếu sẽ làm bột xù các bạn ơi. Chúng tôi sẽ sử dụng hạt nêm bột canh hảo hảo các bạn ơi. Và một chút hạt nêm nữa. Hạt nêm nữa nha các bạn nhé. Rồi. Tôi thì đang cho già mỡ rồi. Để anh Hiếu xong mà ấy thôi. Tôi đổ một ít nước này, tôi hòa này. Bị nhiều nước quá. Không sao. Tốt. Đua 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 đây. Đây, đua đây. Không lấy lòng đỏ à? Lấy đi, cho vào đi, em lấy đi. Tôi cho nhiều nước. Trứng vịt này đây, lòng trắng các bạn này. Đỡ hết em ơi. Được chưa? Rồi. Từ từ từ. Tí nữa. Rồi các bạn ơi. Này nói đến cũng liên quan đến món cánh gà chiên xù này các bạn ạ. Anh Ngọt ngày xưa cũng làm cho bọn KFC các bạn ơi. Đấy. Cũng neve. Không có biết gì đâu. Không biết cái gì đâu. Thế là cũng nấu ăn. Nào hôm đấy vào bảo chủ quán là anh ơi cho em sổ tài ấy. Nhiều lòng trắng thế. Không, ít mà. Cũng đòi sổ tài, thế là tôi không hiểu tại sao làm chiên xù kiểu gì cho cả một lọ hào hào này vào các bạn ơi. Chủ quà rồi khách hàng nó ăn các bạn ạ. Thế nào nó lại bảo là mặn các bạn ơi. Chứ là không đúng công thức của KFC truyền thống các bạn ơi. Ngọt làm là KFC kiểu là made in của ông đấy. Không nấu theo cái sách của KFC đưa ra. Đuổi việc luôn các bạn ơi. Tôi nghĩ tội cho anh Ngọt các Ngọt bạn tức này. Là lúc đấy là kiểu đốt cháy giai đoạn ấy. Ăn cắp kiểu dạng như là đẩy nhanh tiến độ các nhỏ. Rồi các bạn ơi, như vậy là tôi đã ướp xong nhá. Giờ tôi sẽ tiến hành bột này. Xong tôi sẽ thả vào nhá các bạn nhá. Cho nhiều muối vào, không một tí nữa lấy ra. Thôi được rồi, chắc thế này thôi. Rồi ok nhá các bạn nhá. Tôi đưa cái này sẽ cho vừa lửa đấy các bạn ơi. Không được chưa, để anh thả này. Tôi thả vào đi. Cho nhỏ thôi, không nó cháy em ơi. Cho vừa đó. Đấy các bạn này, nhìn này. Đấy các bạn nhìn này. Thật lên. Cháy rồi. Nó lửa đi. Đó các bạn ơi, vòng thứ 2 thì là món cánh gà gọi là KFC đấy các bạn ơi. Đấy thì giờ thì tôi sẽ bắt đầu ướp gia vị cho. Đấy, đầu tiên này tôi sẽ cho một ít lớp bột này. Đấy, bây giờ muốn ngon thì quan trọng nhất là ở cái công thức mình cho nếm ở đây này. Quan cho lên này các bạn ơi. Đó. Tôi sẽ cho ít muối nhá các bạn ơi. Giám khảo thích ăn mặn, tôi sẽ cho hơi mặn mặn một tí. Cho hơi vừa tí nhá các bạn nhá. Đó, tiếp theo là vẫn phải có sa tế các bạn ơi. Vậy thì không sao, sa tế vào thì nó mới vừa được các bạn ơi, ăn thì nó mới cả nó mới dậy mùi. Đó, tiếp theo là trứng các bạn nhá. Trứng thì chúng ta chỉ lên lấy lòng đỏ thôi. Đấy, bạn nào mà muốn lấy lòng trắng cũng vẫn được, nhưng mà tôi nghĩ là chỉ lấy lòng đỏ thôi. Đó, tiếp theo là chúng ta sẽ cho thêm một ít nước vào các bạn nhá. Phòng ơi, mày đi sang hàng xóm mày xin cho tao một ít nước vào đây thì các bạn ơi. Nói về cái KFC này thì tôi kể quá khứ, nói chung là quá huy hoàng của tôi các bạn ơi. Là ngày xưa là tôi làm cho công ty KFC. Và một trong những cái công thức mà tạo ra cái gà rán KFC đó chính là từ tôi các bạn nhá. Đó. Thì lần đấy thì lần đấy là tôi đã có tuyển lần đấy kiểu tôi làm giám đốc khu vực các bạn ơi. Tôi có tuyển Hưng Hiếu về thì là mấy em để làm cùng với nhau, nhưng mà tôi thấy là trình độ của thằng
hiếu nó tổ tẻ các bạn ạ. Tôi dạy một đường nó làm một lẻo. Đấy, thì là có nghĩa là khi mà rán thì nó bảo nó cho ra nguyên liệu vào thì nó không cho. Rán xong nó bắt đầu nó mới cho tất cả cái gia vị vào thì làm sao mà nó ngấm được. Tôi chưa thấy thằng nào cũng lại rút đi cái thằng hiếu các bạn ơi. Đấy, đây là xù nhá các bạn nhá. Các bạn, cái này nó phải khuấy đều vào cho nó nhuyễn ra. Đúng rồi, chính xác. Chứ không nó để vón cục vào. Ok em ơi, thả. Rồi, đấy. Đó, tháo lên nhá các bạn nhá. Thì cái món này cũng đơn giản thôi các bạn ơi. Sau khi mình thêm xù, thêm tất cả thì mình sẽ chấm vào đây. Đó. Tôi sẽ dùng tay để tôi chấm cho nó dính độc nhiều các bạn nhá. Mình với cái này mình phải chấm đều vào khoảng thì tí nữa nhiều lên. Đó. Khá là đẹp đây các bạn ơi. Cho các bạn ngắm nhìn cái những cái xù của tôi. Đó, thì bây giờ là đơn giản thôi các bạn ơi. Giờ tôi sẽ bắt đầu thả vào bếp thôi. Đó, đây là cái đầu tiên này. Nửa mà tôi phải cho bé thôi, không như. Đúng rồi, không cho như... to là cháy ngay. Đúng rồi. Công thức để mà có một cái món gà KFC ngon đó là phải lửa nhỏ các bạn nhá. Bạn nào mà thích ăn cháy thì chúng ta cứ cho lửa to. Đấy. Không sao. Ok các bạn nhá. Thì tôi nghĩ là vòng 2 này thì chúng tôi sẽ chiến thắng rồi. Căn bản là để lỡ ở vòng 1 là quá nhiều. Thời gian khoảng độ 5-7 phút thì anh em chúng tôi đã rán xong nhá các bạn nhá. Thì bây giờ anh em chúng tôi sẽ gắp ra để co sẵn rồi các bạn này. Đấy. Này đi hả? Tôi đẳng cấp. Cho ăn những cái miếng gà của chúng tôi thực sự là nó quá đẹp các bạn ơi. Các bạn nhìn xem, ăn này các bạn ơi chỉ cần cắn vào phát là những cái gia vị nó ứa ra. Tuyệt vời luôn. Đấy. Rồi các bạn ơi. Tôi tự tìm. Như vậy là anh em của tôi đã rán xong món thứ hai là gà rán KFC chứ các bạn nhá. Cái riêng cái món này tôi chỉ rán nó rất là nhẹ đây các bạn này. Màu thế này thì thật sự là đội kia lại không có cửa gì phòng ơi. Đấy, trong khi băng ngọt đấy thì tôi đã đề co sẵn trang trí nó phải đẹp mắt như này. Đó này, phòng được cái thẩm mỹ khá là tốt đây. Đề co khá là đẹp. Đó. Ui. Đẹp thế. Cái này thì đội kia làm gì có cửa gì để mà chơi với đội tôi các bạn ơi. Ok các bạn ơi. Đấy các bạn ơi, như vậy là đội tôi đã xong món tiếp theo nhá. Đây là món gà cánh gà chiên xù các bạn ơi. Giờ okay. Thì chúng tôi sẽ chờ đợi kết quả của trọng tài các bạn nhá. Rồi các bạn ơi, sau một thời gian thì món cánh gà chiên xù thì đã ra nhá các bạn nhá. Bên này là đội của Hiếu Mê Hưng nè. Đập vào mắt mình cá là đã thấy hơi cháy cháy rồi các bạn ạ. Rồi em ơi, thế này là mất điểm rồi. Thì bên này thì nó không cháy nhưng mà chiên xù nó cũng không đều lắm các bạn, chỗ dính chỗ không. Bên này có khả năng là dính hơn. Nhưng mà màu thế này là em ơi. Không ổn rồi. Là lối lặng hơn bên này rồi em ạ. Thật, màu nó hơi cháy, ăn tất nhiên nó khét rồi các bạn ơi. Rồi chắc đã khét. Rồi các bạn ơi, điểm hình thức nhá. Thì bên này được 4, bên này được 3 các bạn ơi. Tốt. Rồi rồi anh ăn đi. Rồi rồi. Các bạn ơi, thì bây giờ tôi sẽ thức đúng không? Lếm bên băng ngọt trước nhá. Ui okay. Các bạn ơi, vừa mới ra lò xong vẫn nóng các bạn ạ. Cẩn thận. Bỏng răng đấy. Ăn bên em thử đi. Ui ôi, bóc ra này. Ui. Thôi thôi. Các bạn ơi, sống nguyên các bạn ơi. Ui ừ. Con đỏ này, máu này. Camera zoom vào đây các bạn ơi. Bằng chứng rõ ràng. Đấy. Bằng chứng ui chảy ra kìa. Ui. Có thứ nào không nhỉ? Có cần cho ta thử miếng khác không? Ừ, thử miếng khác cái gì? Cái gì? Đó. Miếng nào như thế nào? Ui. Em ơi, cái miếng ấy nó thế nào? Miếng nào? Tốt. Sống lại. Sống lại. Sống đâu? Em ơi, miếng này. Ui. Cái gì? Ta bảo không đều nào, không đều. Ui. Ơ thế là lỗi à? Anh ơi, không bảo có chuyện cái này được điểm ăn. Rồi các bạn luôn. Rồi nhá. Chưa nó tính gì giờ xem bên này. Bên này vừa lại sống không bao giờ sống bên này lửa to à. Ngon luôn. Quấy. Chín rồi. Không, lại cho nó tím thế đây. Đừng có nói là sống ở đây. Anh cố ăn thì không phải sống. Không, đây không phải sống. Thấy chưa? Anh nhìn dóc thì chưa? Dóc thì chưa. Vừa ba vẫn anh ấy thua luôn. Thua luôn, không có điểm đâu. Có điểm đâu. Các bạn ơi. Nhưng mà ăn cả này lúc hơi cháy rồi. Còn. Rồi các bạn ơi, trong tay cứ thử test thêm cái nào đấy. Đâu có sẽ test cả nữa các bạn nào. Test tiếp cái to đây. Đấy, to nhất to đây nhá. Anh cái này không bao giờ có chuyện cháy thật. Cháy là cũng như là sống rồi các bạn. Cháy này giống như sống. Cháy cho sống các bạn, anh ngọt nói kiểu dạng như chúng tôi mới học cấp 3 chưa được các bạn. Chín như thế. Quan trọng là chín các bạn ơi.
Các bạn đi ăn KFC mà các bạn sống các bạn có chấp nhận được không? Các bạn chấp nhận được không? Chín chưa? Mà chín hết nhá. Chín hết. Chín trắng à. Ôi ơi. Ôi. Anh em mình hôm nay công được 1 triệu thì ai được 1 triệu. Rồi, các bạn ơi. Vội vàng. Thế cái này nó hơi cháy một tí nhưng mà nó thơm, nó vẫn không thơm, không khét đâu hả? 4 điểm nha các bạn nhá. 8. 8 điểm. 8 điểm. Bên đấy thì bên này vừa lấy hình thức nhà 4 điểm. 4 điểm rồi. Thế các bạn ơi, nấu sống thế này thì cho điểm bao nhiêu các bạn ơi? Không điểm. Không điểm. Em ơi, sống không có chuyện bạn, nếu chuyện điểm không phải có chuyện ba thì con ba điểm nghỉ chơi luôn. 1 điểm. Rồi. Sao nhiều thế? Đóng bên đây là 5 điểm. Sống thì cho 1 điểm nào, giờ đi từ vua đầu bếp mà sống thì làm sao? Rồi tổng kết, bên này là 8 điểm, bên này 5 điểm. Là 5 điểm. Qua hai vòng đấu, bên mình hơn 3 điểm. Rồi. Bên tôi hơn 3 điểm. Rồi. Đúng không? Vừa ván được tiên hòa thử mà. Không? Rồi. Không thử. Thôi nó sống thì biết rồi. Mình vội vàng quá cái đoạn nước rút này. Ok các bạn ơi. Vậy là qua hai trò thì đội tạp dề đỏ đang dẫn trước 3 điểm nhá các bạn nhá. Đội tạp dề xanh phải cố gắng lên. Và món thứ ba là cánh gà diêm nước mắm nhá. Có cả dứa này, nó tóm lại mọi người làm ra món gì ngon rồi thôi. Okay. Các bạn ơi, vòng thứ 3 thì là cánh gà diêm nước mắm các bạn ơi. Đấy, diêm cả dứa này. Bác ơi, nhưng mà mày có nghĩ là cái vòng 2 mình bị mua mình không, mình thả hơi sâu ấy. Thả sâu quá à. Mình bán nỗi quá. Ừ, không phải bán không mặn mà bán sống bây giờ. Căn bản nó cứ đấy là chúng tôi là kiểu như thả nó hơi lộ vậy. Thì các bạn xem thì các bạn biết đúng không? Với trình độ của tôi với phòng mà lấu sống thì nó hơi buồn cười. Nhưng mà không sao, vì một cái video hay thì chúng tôi thả cái kèo đấy. Căn bản là sang kèo 3 này. Bên đấy thua 3 trận không gỡ. Còn bên tôi là thôi hôm nay bán cho bên đấy thắng một hôm cho nó vui như vậy nhé. Động lực lần sau còn dám chơi tiếp chứ được, không thua mãi làm sao chơi được. Các bạn ơi, thì là cái gà diêm nước mắm này thì đầu tiên thì chúng ta vẫn phải dán qua đi cho nó vàng lên các bạn ạ. Thì xong bắt đầu mới đổ gia vị mắm với cả dứa vào các bạn nhá. Thì các bạn ạ, kỷ niệm lớn nhất của tôi thì nói chung bây giờ tôi kể lại với các bạn như này. Thì là thằng cả đây là sự thật các bạn nhá. Thì các bạn cứ comment đấy. Sự thật 100%. Đấy, về thằng Hiếu các bạn. Thì là Hiếu thì ngày xưa là kiểu như là công an việc làm nó cũng hơi bấp bênh. Thế là quen được một cái em gái sinh năm 1999. Đấy, kiểu đang yêu đương ấy, chuẩn bị cưới nhau đến nơi rồi. Thế là đúng cái nhà Hiếu nó nhà Hiếu thế nào cứ bảo dục cưới. Thế là Hiếu hôm đấy định đi đến để nói chuyện để xin cưới. Thế là đi đến lúc đó đang ngồi trong nhà nói chuyện đi ra nhà vệ sinh nên đã giấu con gà trong túi quần. Không hiểu thằng Hiếu nó nghĩ gì. Các bạn ơi, món thứ ba cũng là món quyết định đến ngôi vương nha các bạn nhá. Thì món thứ ba là món cánh gà diêm nước mắm nha các bạn nhá. Thì trước tiên các bạn rồi, các bạn phải biết được cánh gà là phải cho diêm nước mắm thì phải cho vào rán nha các bạn nhá. Ôi các bạn ấy, cho vào rán qua các bạn ơi. Đấy, tôi sẽ lật luôn các bạn ơi. Rồi, lật luôn đi. Các bạn ơi, trong khi Hưng làm nước mắm diêm thì tôi sẽ hòa nước các bạn ơi. Đấy, riêng nước mắm này là phải hòa các bạn ơi để thử gia vị nhé. Đấy, chung là tôi sẽ đổ vào các bạn ơi. Hương ơi, em ăn nước mắm em một thử của anh cái. Nhạt này vừa. Nhạt quá. Nhạt quá luôn rồi, tôi thêm một tí nước mắm nữa này. Một tí nước mắm nữa này. Tôi thêm một canh đúng không? Một canh hoặc tí, một canh hỏa quá. Thôi, thử đi. Đấy, các bạn ơi, hòa ra như này đổ vào thì phim nó sẽ đều hơn. Thấy chưa? Rồi, các bạn ơi. Đây, nước dìm của anh em của tôi đây, nước tí nữa đợi nhà vàng một cái là tôi sẽ đổ vào nhé các bạn nhé. Cánh gà của tôi đã dán nó khá là vàng, khá là đẹp rồi các bạn ơi. Giờ thì phòng bắt đầu pha nước mắm các bạn nhé. Để chúng tôi dìm nhé. Có gì mì chính chưa? Đấy, không cần mì chính nhé mày. Nước mắm thì cần gì, mình đẳng cấp. Đây các bạn ơi, đây là phòng cho những cái gì đây, tả cho các bạn xem nào. Rồi, cho sa tế này, ít nước mắm, ít nước nha các bạn nhé. Đó, em ơi, cho nó khá là mặn. Thì bây giờ khoáng lên đúng không? Thì tôi sẽ bỏ vợi cái mỡ này đi các bạn ạ. Thôi các bạn này, không biết cái thằng giám khảo này nó ăn cay không? Tôi cho cái này hơi màu cay. Màu cay. Vào nhá. Đầu đi. Đấy, rồi. Xong bây giờ tôi sẽ đổ nước sốt vào nhá. Dưới đều rồi. Đó, đây. Giờ thì chúng tôi bây giờ chỉ đun cái này lên khoảng tầm 5 phút nữa là sẽ bắt đầu đảo dứa vào. Như thế là đã xong cái món này nhá. Tôi nghĩ là đội tôi hôm nay chiến thắng 100% rồi các bạn. Thả dứa vào đi. Tí mình đổ ra lóng bóng nước à? Đâu, mình cho ít nước thôi. Mình cứ cho sốt đi xong mình đổ cho một bớt đi một tí nước. Hiểu không? Mình sẽ cho nước sốt ít đi. Thì bây giờ tranh thủ ấy tôi sẽ
Thơm ngon lên. Mời tôi sẽ để coi nha các bạn nhé. Đây, ban tổ chức không cấp hành các bạn ơi, nếu cái này có thêm tí hành nữa thì ngon. Có thêm tí hành nữa thì đúng đẳng cấp luôn. Màu đẹp luôn. Đấy, tranh thủ đầy co này các bạn này. Sự hôm nay chúng tôi tự tin là chiến thắng các bạn ạ. Bởi vì là cái vòng thứ hai ấy, chúng tôi hơn hẳn 3 điểm bên kia sống. Đấy, quá tồi tệ các bạn ạ. Bên đây trọng tài Côn còn chiếu cố lắm mới cho bên kia một điểm đấy. Chứ không, đúng ra không được điểm nào đâu. Nào đâu. Thế mà ngày xưa anh Ngọt anh đã đòi sang bên Mỹ mới bên ship. Bên ship nấu món ăn, lại còn chiên cánh gà nữa, lại còn ăn trộm nữa. Tôi cũng nại anh Ngọt rồi các bạn ơi. Ôi, ok các bạn ơi, giờ sẽ tắt bếp đi các bạn nhá. Rồi, tắt bếp đi đây. Rồi, tắt bếp đi để anh tạm thời để qua một chút xíu đi hả? Thôi cứ gặp ra đĩa hả? Thôi tôi không cần phải đẩy qua ván này nhưng tôi cứ bốc phét thế thôi. Nhưng tí tôi vẫn đẩy qua nha các bạn nhé. Rồi các bạn ơi, như vậy đã xong nha các bạn nhé. Cho một tí nước sốt lên thôi chứ đừng thả nhiều quá. Đấy, tôi sẽ dứa này. Các bạn ơi, đẳng cấp luôn. Mình chắc chắn là không mặn đâu. Vừa luôn. Rồi các bạn ơi, đây. Rồi các bạn ơi, như vậy món thứ hai là món cánh gà sốt diêm nước mắm thì anh em chúng tôi đã xong nhé các bạn nhé. Thì bây giờ chúng tôi sẽ đợi ban giám khảo PHC đến chấm điểm nhé các bạn nhé. Thì sau khi gà tôi đã lâu bởi nó gọi là đủ màu ấy, bây giờ tôi sẽ thả dứa vào đây. Thơm thế các bạn ơi. Cái này thì tôi kia làm sao mà ăn được cái vòng này? Không, các bạn mình thả kiểu hai sâu thế này. À, các bạn ơi, nghe 3 điểm thực sự là cũng khá là khó đuổi các bạn ơi. Thì trong khi phòng đang xào tôi vẫn đề co thêm một tí cho nó xinh tươi, nó láo nhiệt thêm một tí nhé bạn nhá. Đó. Em ơi, tắt sớm thế. Các bạn ơi, thì hôm nay là món gà nhá. Các bạn tập sau mà thích anh em tôi làm món gì thì anh em chúng tôi sẽ làm. Nhưng quan trọng là những cái món đấy nó phải làm được nhiều món cơ. Những cái thực phẩm như thế các bạn ơi. Và thì ở cái quê tôi thì thực phẩm nó cũng khá là ít các bạn. Vì thế là một số món thì làm nó cũng rất là khó. Đó. Chắc cái này ăn chặt cái kia thì ăn hẳn như cái bác nghe bác thả sâu quá là món này khó gỡ. Không sao, mình cái đẳng cấp thì tôi thả được một hôm bên đấy tôi có động lực thì lần sau làm sao dám lấu nữa. Đúng rồi. Thì các bạn đấy, chín nha phòng này. Các bạn, đây là chiến thuật đề co của tôi nhá. Lên hình thì cũng phải đẹp. Hình trước quan trọng trước bạn ạ. Muốn đi tán gái là phải hình quá. Thôi. Vừa bảo mày pha nước mà. Quên anh cho thêm ít nước vào, bao nhiêu bát nước không? Bát nước đây, có hay bát nước. Đẹp vào em. Ui à. Không phải cho sợ thế tí nó mất màu không? Mất cả màu. Đấy. Khá là ok các bạn ơi. Giờ tôi đang đề co này thì cũng đẹp rồi đấy các bạn ơi. Giờ để chờ đợi phòng thôi, xong chưa? Thôi. Ok các bạn ơi, bây giờ chúng tôi sẽ ra đĩa quả quá đẹp luôn này các bạn ơi. Màu sắc cấp luôn. Ôi. Cái này đấy, hai miếng dứa dứa thì chúng tôi sẽ rải ở xung quanh luôn. Một ít thôi. Đó. Quả đây. Thơm thật, để đúng kiểu như là thì nhà cánh gà diêm nước mắm các bạn ơi. Quá đẹp, quá ok. Đó. Rồi, ok các bạn nhá. Như vậy là món cuối cùng cũng như là món đây là vòng chung kết rồi. Chúng tôi đã xong thì bây giờ chúng tôi sẽ chờ đợi kết quả của trọng tài các bạn nhé. Rồi các bạn ơi, lại sau một ít phút thì cánh gà chiên diêm nước mắm hai đội đã xong nhá các bạn ơi. Nhìn hình thức ở bên này nhìn trông nó đầy đặn hơn nhưng mà tôi nhìn cứ cảm giác là đúng như thế đó, loằng ngoằng hoa mắt thật các bạn ạ. Nhìn màu gà cũng các bạn ơi, diêm nước mắm phải màu gà nó phải thâm như thế này nè. Bên đây hơi trắng các bạn ạ. Bên đây là gần như giống như luộc rồi các bạn ơi. Rồi, điểm hình thức thì bên này 3, bên này 4 nhá các bạn nhá. Kém 2 điểm. Thì giờ tôi sẽ Hưng ơi, em không phải nhắc nhẹ Hưng ơi. Em ơi, để trọng tài có cân đối em ơi. Em bên em bây giờ mà không ngon lắm. Rồi các bạn ơi, thì bây giờ tôi sẽ chấm điểm món ngon độ mặn ngọt của cánh gà nhá. Không vào sống đâu, ngọt đừng cứ. Ui, sống làm sao được. Sống thật nhá. Không ngon mặn. Côn đừng không. bây giờ vòng cuối rồi anh cảm giác không ăn hết hai bên anh mới ra quyết định cho em. Không có vị nước mắm. Thế nó đỡ đấy. Không có vị nước mắm không? Mất vị nước mắm đi rồi. Anh Ngọt anh đừng có nói thế. Đâu đây anh ấy tôi đã có kết quả trong đầu. Đang là gợi ý.
Rồi, tiêu tiệp bây giờ. Rồi các bạn ơi, cái món này tôi sẽ ăn hai bên xong tôi sẽ chấm nhá. Rồi, chung kết là phải thế. Rồi, lần này không đỏ bên kia rồi. Ui. Mặn rắc, mặn á. Thật à? Thua hẳn luôn. Cười rồi. Ngon không? Các bạn ơi, thật sự bên này thì nó kiểu thế nào nhỉ? Bên này nó em có cho nhiều, em có cho mì chính không? Không. Làm thì có trọng tài có cấp cho mì chính đâu. Bây giờ ăn cứ kiểu ngọt ngọt kiểu mì chính là thế cho nào? Đường nghe thôi. Làm thì có đường thôi, anh làm sao ấy. Ngọt ở cái dứa này. Nhưng mà anh đã ăn ngọt của mì chính. Thật là nó xào ra dứa đó. Cho dứa ai em xào cùng với dứa nó sẽ ngọt dứa ra. Còn cái lại bên này thì là hình như là ban tổ chức cấp nhiều nước mắm quá ra các bạn ạ. Mặn. Mặn thế à? Rồi các bạn, tôi đã có kết quả trong đầu rồi, hai bên ăn đi. Một bên mặn, một bên ấy, anh chấm điểm thôi. Em sẽ ăn bên ngoài ngọt. Ngọt đi. Bác ngoài ăn đi, sao có mặn hay không? Đến lúc ấy. Thôi em, anh không cần được nước mắm. Nước mắm đun lên chả ăn được. Ngon đúng không? Quá mặn. Thế thôi em ra thử bên này quên em đi. Thế anh nghĩ là bên anh chắc khả năng mặn rồi. Bác ngọt không ăn được nước mắm là phòng có vào ăn thử không? Anh ơi, nước mắm đun lên ăn bình thường như. Bây giờ tôi ăn bên tôi nhá. Ừ, em tôi ăn bên tôi đi. Ngon này. Thế nào em? Mùi dứa. Ngon. Chua đúng không? Mùi dứa là chua, em xào cho dứa lâu quá. Các bạn ơi, tôi có kết quả trong đầu rồi. Chúng nó ti với nhau làm sao mà chúng nó bảo đồ rồi. Của chúng nó không ngon, đồ của bên ngon nữa các bạn ơi. Rồi các bạn ơi, kết quả là bên này 5, bên này 4 điểm mấy nhá các bạn nhá. Không tính tiền, bên kia không tính tiền. Tức hình tức mấy món ăn là cộng điểm thế. Bên em vẫn hơn bên em vẫn hơn. Bên em vẫn 8 điểm. Thì tổng kết qua 3 trò chơi thì bên đây vẫn dẫn 3-0. Vẫn bị dẫn 3-0. Căn bản là lấu mà sống là không thể làm một cái lại được. Bên tôi dạ rồi, đấy thắng là phải thắng vùi dập luôn. Thắng thì cách có lửa điểm, một điểm cách làm bay đi. Đúng chưa? Không phải, anh với phòng là cái bàn kịch bản từ đầu rồi. Thôi đi anh, theo các bạn em thua nhiều quá thật. Anh đừng có bốc phét ở đây thật. Thôi thì các bạn này thì là 1 triệu thì tôi sẽ tặng cho Hiếu với cả Hưng nhá. Anh cô này, có 3 lít nha anh cô nhá. Tôi trọng tài công minh các bạn ơi. Thì là đây là một video cũng rất là thú vị nhá. Còn nếu bạn thấy video này hay thì cái kênh like, chia sẻ và muốn anh em tôi thực hiện Vừa Đầu Bếp với món gì hãy comment nhá. Một lần cảm ơn tất cả xem video. Xin chào.